Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp bồi dưỡng bổ sung kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng cho lãnh đạo cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng công an các đơn vị địa phương. Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe báo cáo các chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, tình hình an ninh mạng và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh mạng hiện nay. Thông qua những kiến thức kinh nghiệm thực tiễn được truyền đạt từ các báo cáo viên, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm trong công tác đấu tranh chống xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, nhận diện những biểu hiện tiêu cực trên các nền tảng mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần nâng cao cảnh giác trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và phản bác những quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả xấu độc trên không gian mạng.